Hôm nay mời các bạn cùng đến thăm khu du lịch sinh thái Vườn Xoài. Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài tọa lạc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 km. Nơi đây có không gian yên bình, xa rời với thành thị ồn ào náo nhiệt. Bầu không khí mát mẻ, trong lành sẽ mang đến cho các bạn cảm giác thân thuộc, bình yên khi tới nơi này. Đến với khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, các bạn như lạc vào vùng thiên nhiên hoang dã rộng lớn. Những con đường nhỏ quanh co uốn lượn được trải dài quanh những con suối, hàng cây cọ dầu xanh mát, cỏ cây hoa lá, tiếng chim hót, tiếng suối reo đang xen vào nhau tạo nên một vườn xoài thơ mộng bình yên. Đến với vườn xoài, các bạn sẽ được tham gia các hoạt động giải trí hết sức thú vị như bơi lội, trượt cỏ, cưỡi đà điểu, cưỡi voi Tây Nguyên, câu cá sấu, đạp vịt, chèo thuyền thúng, vân vân. Hồ bơi thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, khung cảnh đẹp, làn nước trong xanh, đủ để níu kéo du khách. Các bạn có thể tự mình đi xe đạp, đi xe điện dạo quanh hồ để cảm nhận làn gió mát cùng bầu không khí trong lành, ngắm những chú cá đùa nhau tinh nghịch, ngắm vườn hoa lan, vườn tre, các chậu cây bonsai, thảm cỏ xanh non. Sở thú vườn xoài với nhiều loài quý hiếm giúp chúng ta có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng và tìm hiểu biết bao điều lý thú chung quanh. Đến với khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, các bạn sẽ được lạc vào thế giới của trời đất, cỏ cây, không khí thoáng mát, trong lành. Bạn sẽ tha hồ mà tận hưởng không gian rộng rãi, hòa mình với thiên nhiên tươi đẹp để trút đi bao mệt nhọc thường ngày. Các bạn hãy dành ít phút để cùng trải nghiệm khu du lịch sinh thái Vườn Xoài nhé! Sound talk.